số cái tạo phẩm đi kèm. Mong là mình nhận với em. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả anh em. Dạ vâng. Anh thông cảm với mọi tay chân hơi lấm lem tí. Thế mới đúng chất kỹ thuật. Dạ. Thuật chế độ bảo dưỡng bảo hành nó tốt. Dạ vâng. Khá là ổn. Nhưng mà trộm vía được cái là bên em cũng gọi là đông anh em kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng mọi cái nhu cầu của khách hàng. Đây anh mình có thử tí không anh? Đây, thử đi. Thử rồi có thử tải các thứ thì... Em cắt để cái nguồn này vào trong kia nhé. Tạm thời cứ để nguồn vào trong đấy. Nhanh thì cái led đấy thì nó khoảng 1 tấn thôi. Vâng, tấn thì thoải mái thôi anh ạ, không có vấn đề gì. Còn này tấn rưỡi thì nó có thể lên đến... 2 tấn. Thậm chí là 2 tấn rưỡi. Thậm chí là 2 tấn rưỡi nếu trong trường hợp mình có đối trọng. Nếu không nó sẽ bị bênh. À, không có đối trọng, nó bênh ít. À, phần máy thì đảm bảo là ắc quy các thứ là đủ khỏe để nâng cái tải trọng đấy. Có một số khách người ta đổ cả axit loãng vào trong bình và thì tất nhiên nó vẫn sẽ vận hành bình thường. Tuy nhiên là một thời gian sau thì nó sẽ gây cái hiện tượng trào và nóng, nhưng mà nó tổn hại ắc quy rất là nhiều. Anh ơi, cho em hỏi mình một chút là sau cái trải nghiệm nâng hạng thử rồi chạy thử xe thì mình đang có cái ý kiến thế nào anh nhỉ? À, vâng, cái xe thì mới ga nhạy, đi số ghế các thứ vào là lùi tiến là mượt ạ. Tải thì sao anh? Tải ok, okay. Báo đúng trọng lượng của tải. À, bên đang có những cái thiết bị thông minh hỗ trợ mình trong cái việc gọi là nâng rồi xem kiểm tra các cái thứ trọng tải ở trên xe luôn. Vâng. Trải nghiệm là tốt đúng không anh? Vâng, tốt, ok. Vâng, cảm ơn. Thì hy vọng là mình cũng có cái trải nghiệm tốt và sẽ đến với bên em, bên NLP nhiều hơn. Vâng. Em cảm ơn anh. Mình nhận xe sau hôm nay là có đi vào hoạt động luôn không anh? Anh có hoạt động luôn ạ.